rơi đúng lúc này, càng nhận thêm niềm đau của một người vẫn đang tổn thương. Ngày mấy tháng nào đấy anh quên luôn rồi, điều anh nhớ nhất là chỉ mới đây thôi. Là hôm nay dù ngồi cạnh bên nhau không nói với nhau một câu, mình không như giây phút đầu. Hình như em muốn nói gì nhân tiện nói đi, còn gì muốn giấu anh không? Đùa chẳng vui đâu em nhé, chẳng ai muốn một lời chia tay. Đừng bóp tim anh như vậy, thật sự anh không muốn nghe. Đừng làm như thế, cứ hét lên cho hà hê, cứ mắng anh như ngày xưa. Còn hơn em chẳng nói gì, nhìn mắt anh trả lời anh đi, liệu em vẫn còn cần anh không? Vị trí anh ở trong lòng liệu còn hay đã mất? Xin em làm ơn cho anh lý do vì sao em như vậy. Một đáp án thật giản đơn, chỉ mỗi ba từ thôi: hết yêu rồi. Anh không nỡ, thật sự anh không nỡ. Cứ ngỡ mỗi khi mình sai thì cả hai cũng sẽ quay lại. Tình yêu ai cũng điên cuồng, cuối sự anh không muốn nghe. Đừng làm như thế, cứ hét lên cho hà hê, cứ mắng anh như ngày xưa. Còn hơn em chẳng nói gì, mắt anh trả lời anh đi, liệu em vẫn còn cần anh không? Vị trí anh ở trong lòng liệu còn hay đã mất? Anh không muốn nghe. Đừng làm như thế, cứ hét lên cho hà hê, cứ mắng anh như ngày xưa. Còn hơn em chẳng nói gì, mắt anh trả lời anh đi, liệu em vẫn còn cần anh không? Vị trí anh ở trong lòng liệu còn hay đã mất? Xin em làm ơn cho anh
trả lời anh đi, nhìn mắt anh trả lời anh đi, liệu em vẫn còn cần anh không, vị trí anh ở trong lòng liệu còn hay đã mất. Xin em làm ơn cho anh biết lý do vì sao em như vậy, một đáp án thật giản đơn. Giản đơn, chỉ mỗi ba từ thôi.